nè, lên đi hả? Dạ. Cô gọi điện giúp tôi đi cô. Đau quá mẹ ơi. Rồi rồi mẹ biết rồi. Chị ơi, em muốn sống chị ơi. Nhanh nha. Chút xíu nữa thôi. Nhanh lên con, nhanh lên nhanh nữa rồi mẹ. Rồi, mẹ biết. Đường xong chưa anh? Xong rồi, chút xíu nữa nha cô. Đau quá. Dạ, bác sĩ Minh Tâm. Cái gì vậy? Chạy lên đi cô. Cháu bị đau ruột thừa. Anh vô con có sao không anh? Đau lắm không con? Bác sĩ coi giùm con đi bác sĩ. Bé nha. Dạ. Đưa con xe tôi đi. Dạ. Đứng lên con. Đau quá. Mẹ. Con đau quá mẹ ơi. Bác chị Thái lên đi. Nói với bác chị Thái là kết quả là bị viêm bình thường, chẩn đoán là như vậy. Để cho xét nghiệm máu thì có kết quả. Có gì thì 11 nhớ nhận kỹ như vậy nghe không? Dạ. Đau quá. Bác, dạ con tôi thôi bác sĩ. Có lẽ bé bị viêm ruột thừa. Yeah. Bây giờ thì cho bé đi xét nghiệm máu. Yeah. Khi nào có kết quả chắc chắn thì lúc đó mới có thể mổ được. Nhưng cũng không có gì đâu. Vậy đừng có lo. Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ. Alo, tôi đây. Hả? Minh Tâm nó vừa thực hiện xong một ca cấp cứu à? Nó làm xong rồi bỏ đi à? Thật vậy? À, ừ, được rồi. Mời vô. Dạ, em chào anh. Ừ. Hôm nay có gì mới không em? Dạ, cũng bình thường anh. À, anh Minh Tâm vừa làm tốt một ca cấp cứu. Vậy hả? Vậy anh phải tới chúc mừng ảnh mới được. Dạ, nhưng ảnh làm xong thì bỏ đi mất rồi. Cấp cứu xong, bỏ đi. Vậy là hôm nay trưởng khoa chưa chính thức đi làm rồi. Dạ, tại vì xe cấp cứu của bệnh viện bị kẹt nên ảnh giải cứu bệnh nhân tới đây đó anh. Nghe gây cứng như trong phim ha. Dạ, thôi em xin phép anh. Ừ. Trâm Anh. Dạ. Chị nghe nói là anh Minh Tâm vừa lo xong một ca cấp cứu rồi bỏ đi rồi phải không? Dạ, đúng rồi chị. Em xin phép nha. Ừ. Công việc ở khoa thế nào con? Dạ cũng bình thường. Ừ. Còn bác sĩ thực tập Bích Ngọc thì thế nào? Dạ con thấy Bích Ngọc nhanh nhẹn, thông minh. Sau này chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi. Sắp tới ông định đầu tư những kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay cho bệnh viện. Ý kiến của con là sao? Con cũng nghĩ tới chuyện này lâu lắm rồi. Nhưng nếu ông nội tin tưởng, con sẽ trình bày tất cả bằng văn bản cụ thể. Tốt. Ông nội rất là tin tưởng con. À, con có nghe chuyện Minh Tâm sáng nay chứ?
Dạ con cũng có nghe. Con thấy kỹ năng của anh hai cũng còn sắc sảo lắm. Nhưng nếu ảnh chưa có tinh thần trở lại với công việc thì không nên ép ảnh. Ông cũng nghĩ vậy. Ông cũng mong rằng Minh Tâm nó sẽ sớm vượt qua những khó khăn này. Bạn gọi ông hiếp con. Anh hiếp làm sao? Dạ bạn ấy kêu con có dáng đi lạch bạch như con vậy. Vậy sao? Để đó mẹ trị tội bạn gà. Bé Liên của mẹ xinh đẹp như bông hoa, chứ đâu phải lạch bạch như con vịt đâu. Dạ đúng rồi, con nói bạn gà là bạn ấy ngu quá. Sao con lại nói bạn ấy như vậy? Con không được nói như vậy nghe chưa? Bạn nào nói bậy, mét mẹ, mẹ giải quyết. Dạ, mà sao lâu quá con không thấy chú bác sĩ tới thăm con? Chắc là chú ấy bận công việc. Con nhớ chú ấy quá à, mẹ gọi điện hỏi cho chú ấy đi. Thôi được rồi, để tiếng nữa mẹ gọi. Bây giờ con ra ngoài chơi chung với mấy bạn nữa đi. Mẹ nhớ gọi chú bác sĩ đó nha. Alo. Sao? Dạ, cảm ơn cô, con về liền. Có chuyện gì vậy? Mẹ bị hạ huyết áp phải nằm bệnh viện, bây giờ phải về luôn. Em làm đơn xin nghỉ phép, anh gọi lên ban giám đốc cho mẹ em nha. Không sao đâu, có gì anh báo lên ban giám đốc là được rồi. Bây giờ em về lấy đồ rồi đi luôn. Để anh đưa em về. Thôi được rồi, đi được rồi. Thanh Trang, có gì điện thoại anh biết nha. Anh nghe đây. Mẹ em không sao anh à. Vậy thì tốt rồi. Chừng nào em lên? Em định xin nghỉ vài ngày rồi em lên nha. Để anh sắp xếp công việc, anh xuống với em nha. Chứ không phải nhà tranh thủ tán tỉnh mấy em chân dài hả? Cái đó là em xúi anh đó nghe. Em nói giỡn thôi. Em cúp máy nha. Dạ. Dạ. Một. Dạ. Một. Cái này giếng, mà cái giếng của con đập. Búa. Cái búa rớt xuống cái giếng. Đây, không ăn gian. Đây. Ăn gian không? Ăn sao không? Chập luôn. Gì? Từ nha. Rọc cà rọc. Trời ơi, ơi. Thôi làm riết rồi ba. Mày hết đi làm nổi luôn à. Dạ con mời ba ăn cơm. Cha con giỡn vui quá ha. Té đầu quá. Thôi ngồi ăn cơm đi. Bây giờ té đầu quá. Minh Tâm nè, việc con cứu người sáng nay thật là đáng khen. Con đã lấy lại uy tín ở bệnh viện rồi đó. Tự tin lên nha. Dạ. Chuẩn bị đi làm sớm đi.
ở khoa ngoại bây giờ thiếu người dữ lắm đó con. Dạ, ngày mai con sẽ đi làm rồi. À, tốt quá, ông luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ con. Con mời ba. Ừ. Ăn cơm nha, ăn cho giỏi nha. Yeah. Ăn cơm đi con. Dạ chào chú Khoa. Đá sức giang hồ hoành tráng nha. Cảm ơn. Thu Thủy, Như Lan, tặng anh. Cảm ơn em, quà đẹp lắm. Dạ, chào anh. Dạ, tụi em thay mặt điều dưỡng khoa ngoại xin chúc mừng sếp trở lại. Dạ, hoa đẹp quá ha. Cảm ơn hai em. Dạ. Thôi hai em đi làm đi. Dạ, tụi em muốn nói lúc nào tụi em cũng ủng hộ anh. Dạ, tụi em ủng hộ anh hết mình luôn á. Dạ. Tụi biết chứ. Cảm ơn bó hoa này nha. Dạ. Chú Khoa. La 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 la. La 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 la. Karaoke. Dạ, dạ đúng rồi. Tối nay mình đi với anh. À, tôi thích karaoke lắm. Đúng rồi, phải đi hát karaoke để ăn mừng sếp trở lại chứ. Dạ. Dạ. Thôi cái đó để tối tính đi. Ha. Dạ. Thôi chào nha. Dạ. Tối tính, tối tính. Ừ, vậy đi ha. Mời vào. Chúc mừng trưởng khoa đi làm trở lại. Cảm ơn em, mời em ngồi. Dạ. Ủa, hoa ai tặng anh vậy? Của mấy cô điều dưỡng tặng. Ừ, công nhận mấy cô này cũng giỏi thiệt. Nắm hết đường đi nước bước của anh. Chắc em thua quá. Hơn thua gì đây, công việc tốt không? Dạ cũng ổn. Anh trở lại vị trí trưởng khoa chắc chắn là sẽ tốt hơn rồi. Mà nè, anh đừng có chơi trò trúng tìm nữa nha. Em thấy đau tim quá. Thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Tối nay đi hát karaoke nha anh. Em là người đăng cai cho nên anh không có được từ chối đó. Ừ, cũng được. Như vậy mới là trưởng khoa chứ. Thôi em đi ra ngoài nha. Đang suy tính gì mà thấy trầm tư quá vậy? Suy tính gì đâu, anh ngồi hít thở mà. Em ngủ không được à? Tại có mấy tài liệu y khoa mới mà không có thời gian đọc, đang tranh thủ. Công việc lúc này tốt không? Cũng tốt, không có gì phàn nàn. Làm trưởng khoa thì công việc nó sẽ khác. Có nhiều việc nó không có liên quan gì tới chuyên môn, nó sẽ làm cho em mệt à. Em có thích cái chức này đâu. Em muốn trả lại cho xong. Em không làm ai làm. Em thấy Thanh Trang cũng được mà. Ông nội đã suy tính kỹ rồi. Còn anh thật ra anh cũng muốn làm trợ lý giám đốc. Anh đang có kế hoạch gì đúng không? Anh đừng có giấu em. Từ ngày anh đi Vĩnh Long về, em thấy anh khác lắm. Hình như là bị mũi tên tình ái bắn trúng đúng không? Tên gì? Có. Không có hả? Đừng có giấu em. Vậy là biết liền à. Em chỉ giỏi đón mò.
Em bị sao vậy? Em bị đau đâu hả? Dạ, em không còn đau đâu nữa. Nhưng em nhớ nhà quá à. Em còn khóc là còn đau đó. Để chị khám bệnh cho em, xem bệnh thế nào, rồi đề xuất cho em ra viện sớm nha. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. À, sao mấy hôm nay anh không gặp cô bé bán vé số? Vậy hả? Chắc nó bán ở khu vực khác rồi. Cũng có thể. Bé dễ thương quá ha. Em có cảm tình với nó lắm. Anh thấy cô bé đó hiền lành và phúc hậu, giàu tình thương người nữa. Anh nghĩ cô bé đó chắc là con của mẹ em quá. Anh này, toàn nói tầm bậy không à. Ta anh thấy cô bé đó giàu lòng thương người giống hệt như em vậy đó. Giống em cái gì cũng được, miễn đừng có giống anh. Khoa ngoại từ ngày có mấy em vô thực tập rộn ràng hẳn ra. Ý anh nói em á hả? À, cái anh chàng Nguyễn Vũ á, tính tình cũng lạ quá ha. Nguyễn Vũ rất là hồn nhiên, cũng dễ thương lắm. Nhưng mà đôi lúc cũng hay léo nhéo, mệt lắm anh à. Mỗi người mỗi tính. Nhưng mà em nghĩ nếu như cô gái nào mà lấy một người như Nguyễn Vũ chắc cũng mệt lắm á. Vậy chứ theo em thì phải lấy một người đàn ông như thế nào? Em á hả? Nếu là em thì em thích một kiểu người cũng giống như Trưởng Khoa vậy đó. Anh xin lỗi, anh có điện thoại. Anh đây. Anh khỏe không? Anh khỏe. Em khỏe không? Dạ, em cũng khỏe. Mọi người khỏe chứ em? Dạ, mọi người bình thường. Bé Liên á, nó cứ bắt em gọi cho anh. Nó nói là nó nhớ anh lắm. Thôi, anh làm việc tiếp đi nha. Em không làm phiền anh nữa đâu. Em chỉ gọi hỏi thăm anh một tí thôi. Rồi, chào em. Dạ. Bye bye anh.
Không sửa đi con. Dạ. Yeah. Ủa, mấy cái hình này ở đâu vậy bà? Hình này ở trung tâm nhân đạo Thánh Tâm, hôm đi công tác. À, ra là thế. Bà đi công tác mà bỏ con một mình ở nhà con không? Bởi vì con buồn quá. Rồi sao mà ba làm vậy nữa, con bóc xì ba luôn á. Ba không có làm như vậy nữa. Hứa. Hứa. À. Một xíu nữa đi con. Dạ, cảm ơn ba. Ở chừng đó nha. Vô. Thôi mà đừng uống nữa. Chán không quá à. Nếu biết trước vậy tôi không ngủ bà đi đâu. Ông uống nữa thì ông về đi. Tôi là tôi uống mình. Thôi tôi năn nỉ bà mà đừng uống nữa. Để ông tôi đưa cái bà gì về. Vậy? Để tôi đưa bà về. Ông về mình đi. Tôi thích ngồi ở đây một mình. Giờ tụi mình đi về đi. Không. Đi tôi đưa bà về. Tôi kêu là ông đi về một mình đi. Một hồi tôi đi taxi về. Bà còn tỉnh táo mà đi về một mình. Ai nói tôi cũng còn tỉnh. Biết số mấy không? Số mấy? Số 10 đó. Tức là tôi còn tỉnh. Đi về trước đi. Tôi đưa bà về. Ông này chán luôn quá à. Đi. Mệt quá. Ốm nặng quá. Buông tôi ra đi, tôi đi một mình được mà. Tôi đưa bà về mà. Thank you.